Okay, my mom's gonna make tikkah, and I'm gonna show you how the way that she makes it. She just turned on the heat on high, and she put about 2 tablespoons of sugar. And this is what it looks like. It's starting to melt. Okay, turn off the heat. Vậy đó, chứ mà con để nãy nó không được, phải không? Uh-huh. Nó nguội nguội chút đó, con cho chút nước vô. Uh-huh. Thì nó không có văng vô mặt. You know, let it cool. Nó không văng vô mặt. And then you're gonna add water. Đó, má sợ để lâu nó chén, nó khét đấy. Uh-huh. There's no oil necessary when you do this. Just put the sugar on high, and then halfway done, turn the heat off. Xong nữa. Xong rồi mới để đó để cho nó bây giờ đổ dầu vô hả? Nó nguội rồi đó. Okay. Nó gần nguội rồi. Nó add the oil. Mà một chút oil thôi. When it's almost when it's almost cooled down. Tablespoon. When it's almost cooled down, you can add a little bit of oil. Rồi thì bỏ hành tỏi vào. Rồi dặn cái lửa lên trở lại hả? Dặn lên rồi mà. Okay, now we're gonna turn the heat back up to high after we added the oil. Nó đang cái giờ cái đường mà nó đang nóng vậy mà còn nếu con đổ nước vô dặn để dặn vô mặt á thì nó phải ốp xuống cho dầu vô rồi ha. Má làm sẵn ở nhà nè, tỏi hành đó. She just added the onions that she had sliced up and the garlic. Đó, con này má ướp rồi đó. Má ướp cái chicken phu dân đó. Với chút nước mắm. Okay, she marinated the pork with chicken bouillon and a little bit of fish sauce. Cái này mít nè. Cái chicken bouillon với lại chicken bouillon với fish sauce. And black pepper. Three tablespoon. Pepper, black pepper. And black pepper. The chicken bouillon. Nhớ dầu ít thôi chứ không có nhiều. Okay. Oh, it's smelling good already. That's me. Một tiếng đồng hồ, nấu một tiếng đồng hồ được rồi. Chứ là để nước gì hơn, nước... Không để gì hết, nước nào vậy đủ rồi. Ồ vậy hả? Không bỏ nước lạnh vô. Chút má lấy, má nấu, má xào trong vòng 10 phút rồi, má lấy nước sôi này rồi bỏ vô. Okay, so she's gonna stir fry about 10 minutes, and then she's gonna put thêm some water and fish sauce. Lấy nước mắm ra cho má đi. Cho nước mắm vô trước. Xào xào cái trong đó về. Má lấy nước sôi ra bỏ vô nó mới ngon. Má hồi nãy má cũng có ướp rồi, biết không? Bây giờ má xịt nha. So add some fish sauce. Rồi, đủ rồi. Okay, because she already marinated the meat, but she's going to add some more into the pot. Đó, rồi cái lấy nước sôi đó, nấu chừng 10 phút thôi, cho nước sôi vào. Cho nó ngập cái thịt này. Cái chừng nấu mà nó còn phân nửa đó. Có thể xịt một chút xì dầu vô. Dầu ăn đó. Dầu ăn có fish sauce. Cái soy sauce vô. Cũng như mình cảm thấy nó cái thiếu màu đó con. Thì xịt cái đó vô. Xịt cái vô. Bây giờ xịt vô cái fish sauce. Cái soy sauce đó hả? Nó feel cũng như là ít cái thích đó. Ít cái thích nè. Con biết không? Yeah, now she's gonna add a little bit of soy sauce. Rồi, đủ rồi. That's it. Cũng như là ít cái thích á thì làm cho nó cho xì dầu cho thay diện nít cũng bỏ xì dầu nghe ăn đó. Mở lửa bạn rồi hả? Rồi. Lấy cái muỗng bên kia múc đúng không? Múc qua. Nấu một tiếng đồng hồ là chín rồi. Con có thể con lấy cái máng này con múc cũng được. Nóng không? Không. Con lấy cái không mấy này.
Đó, nó ấy còn cái này thôi. Nhưng mà tí chén. Nấu cứ 10 phút nữa rồi. She's gonna cook for 10 minutes and then she's gonna add some boiling water to it. Cái brown đó nó là thấy mình thấy nó cũng như là nó light, nó yếu, nó không có đậm á, thì mình cho chút xì dầu vô cũng được. Tại vì con nít á, nó ăn nó cũng bỏ xì dầu vô vậy. Yeah, if you see that the color is not very brown, just go ahead and add a little bit of soy sauce to it as she did. Add soy sauce in. Mm-hmm. Oh, that's good, Mom. And the heat is still on high. Nấu 1 hour, okay. Okay. So you have to add the hot water. Cái oh, she này, used thịt nạc vai. Nạc vai. Thì bởi giờ mới 1 tiếng đồng hồ. So she used pork shoulder or pork butt. The same thing. Yeah, 1 tiếng đồng hồ. Ăn ngày mai luôn nha. Yeah, of course, nhiều quá trời. Ngày mai má chỉ nấu món canh thôi. Okay. Má lợi đi má nấu, chứ không có nấu nhà bưng đi nặng đó con, mệt đó. Lần sau má phải làm 3 muỗng đường. Ở 4 muỗng súp đường đó. 4 muỗng súp đường là nó sẽ được nhiều. Mà nhớ nó, cái đó nó dễ dằn lắm á, vô mắt là chết, biết không? Khi nào như vậy con mới tắt được lửa đi. She said next time for the caramel, she should use 4 spoons of sugar so that it turns the color. And she said be sure not to turn off. Not to add the hot water in when the caramel is cooking because it'll splatter into your face. Yeah. So you want to make sure that the caramel cools down first before you add the onion and stuff. Chắc phải thêm nước mắm nữa. Chuẩn bị add a little bit more fish sauce. Coi như 3 muỗng ở nhà rồi 4 3 muỗng nữa là 6. Dập cỡ nhiêu này nữa đi. Yeah. 1 2 3 4 rồi. Okay. Nếu mà nó không quá mặn thì ok. Đủ rồi đó con. Yeah. Vậy là coi như 10 tablespoon. Yeah, it's on high. Dạ rồi, chút nữa khi nào xong vậy rồi con canh 1 tiếng đồng hồ. Mà cái lúc mình nấu á, dặn lửa nhỏ lại á. Dặn nhỏ lửa đẩy cái nắp mà con ngó con thấy sôi riu á thì nó không có hao. Nó không có trào ra mà nó không có hao. Lúc nào nó bắt đầu dặn lửa nó nhỏ lại. À chút nữa con lúc mà con để chừng gần tiếng đồng hồ đó, con đẩy nắp rồi con coi đồng hồ 1 tiếng đồng hồ rồi. Lúc nào lửa nó đang cao lúc nào mình mới dặn được rồi. Cái chưa mình đang đứng mình trộn này kia nọ thì đẩy lớn. Nhưng mà khi mình đẩy nắp lại thì dặn nó riu lửa. Nó coi như phải thấy sôi mới được. Nhà ngó thấy sôi như vậy nè. Đó, con ngó cái nắp á. Thì con thấy sôi như vậy mới được rồi nó nấu cỡ chừng tiếng đồng hồ, có khi thịt mà nó mềm á, nhiều khi con lấy một miếng nè, con ăn thử đó, còn không ấy cỡ 40 phút hay 50 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ ta trong cái cỡ đó thôi là được. Once you simmer it, you're gonna simmer it for like 40 minutes to an hour depending, just check on it. After 40 minutes, go ahead and check on it. Con ngó mà thấy nó sôi bôi lên á. Yeah, thì mà được mà nó không có hao, không có lửa lớn quá nó không có hao. Nó không có hao này nọ mà khỏi cỡ coi trong mình thấy cỡ chừng 40 hoặc 45 phút mới lại coi thôi. Là đừng có lửa lớn quá. Ok, chắc là nó được. Okay, so now she's hai cái chén she's gonna add hot boiling water to the pot. There's one small bowl. Thôi, vậy được rồi. There's 2. Đó, lấy cái chén này làm cũng được. Rồi lấy cái nắp, con coi cái nắp làm vừa. Riu á, cỡ 45 phút nữa là được rồi, biết không? Lấy cái nắp ở trên mấy dùm con. Đó. Okay. Này nè. Được không? Yeah. Nhỏ hả? Nhỏ. Nó một vừa mất, xíu hết nha. Okay. So now, after adding the water, she's going to put the lid on and then turn the heat down to low and simmer it. Lấy
Get dirt, little bit. Oh, yeah. And don't forget to check on the scum. You see all that scum? You need to remove all that. No, no, leave them. I have this. Careful. Lấy cái đồ dơ không? Đồ dơ múc còn ngay rồi. Okay. Yeah. She's gonna remove the scum from the top. You lỡ nhỏ lại ha. Okay. Okay, when you turn the heat down low, make sure it's still boiling though. You don't want it. Con nấu cỡ chừng con nấu mà cỡ cái đó là nấu để trong nếu người ta xài nước dừa thì cũng được mà má không có xài. Yeah. You can use also use coconut juice, but my mom just uses water. Với lại má dùng cái gì người ta không có bỏ cái được 45 phút là được rồi. Con thấy mà nó cạn còn riu riu nước đó, còn phần nước này là được rồi đó con. Thành ra con đừng có để lửa so lớn just quá. Just simmer it and then if you see the water go water level go down like halfway, then it's good. About 40 minutes. Half, 40 minutes to an hour. Là xong rồi đó. Nãy má xài cái này phải không? Phải không? Má chỉ một một cái tia một cái teaspoon 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 một phun cái teaspoon. Teaspoon hay tablespoon? Tablespoon nó bự hơn. Cái kia nó bự quá, nó nhiều quá, con biết không? Ồ, vậy hả? Phần nữa, xài phần nữa rồi. Just three xài teaspoon. Xài một cái spoon, nó table, teaspoon. Teaspoon. Okay, so this is what my mom used to marinate the pork. Yeah, no, cái má không có xài bột ngọt, nó xài này thôi. Yeah, she uses this, which she said she put one teaspoon in with the pork. And then cho three, pepper. Three. Cho má pepper vô. Tablespoon of, teaspoon chứ không phải tablespoon nước mắm right? Nước mắm hả? Yeah. Nước mắm coi như là vừa cái lúc mà má ướp đó cũng 3 muỗng rồi má tới đây không như vậy 7 muỗng là 10 nghe là vừa ướp. No, thì nói ướp thôi chứ không ấy. So okay, so to marinate she used 1 teaspoon of that chicken flavor soup base and 3 tablespoons of the nook nghĩa mắm, là khô đồ đó sauce. Cái nước no, confused lắm. And then some black pepper. Yeah. Đó, rồi nấu thấy còn phân nửa nước là được rồi. Okay. Nói cái thịt vai này nó mau mềm lắm. Nấu trong vòng 45 phút là hoặc là 50 phút hay nữa yeah, that she says that the pork shoulder cooks very quickly, so about maybe 40 minutes. Con cái chín đấy chưa? Okay, yeah. Rồi, coi đồng hồ cái. Let's see, is it simmering yet? Nó có, con thấy nó sâu sâu cái. Yeah, I see that simmering in the center, so that's good. And that's only like halfway. 40 minutes. Okay, so we're going to check back in 40 minutes. Okay, so it's been about 35 minutes, and my mom went ahead and turned off the heat, and it's all done. This is what it looks like at the end, and we're just going to eat it with rice for the kids. There you go. Very simple dish to make. This is my mom's titka. Ooh, it's fogging up the lens. So there you go. Happy eating. Thanks for watching. Please don't forget to click like before you leave to help support my videos. And I can make some more. And thanks so much. Have a nice day. I'll see you later, alligator. Bye.